xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đây để làm một cái video sửa chữa một chiếc tai nghe bluetooth thì uh, những cái tai nghe bluetooth này sau một thời gian sử dụng bất kể những cái tai nghe nào cũng vậy các bạn ạ đó chính là tai nghe không dây sau một thời gian sử dụng sẽ bị một cái tình trạng đó chính là chai pin và không còn lưu trữ được nữa ở đây thì mình uh, có cái tai nghe bluetooth này nó bị chai uh, pin một bên tai mình sẽ thử cho các bạn thấy này Bên này mình nhấc ra thì các bạn có thể thấy sau khi nhấc từ đế sạc ra thì đèn vẫn sáng và nhấp nháy. Còn cái tai nghe bên phải này sau khi nhấc từ đế sạc ra thì đèn không còn nhấp nháy. Tức là nó không có một dấu hiệu gì của nguồn điện cả. Tức là pin của nó đã bị hỏng và bị chai rồi các bạn ạ. Cần phải thay thế và sửa chữa. Trước tiên thì mình sẽ nói vị trí của những cái cục pin của những cái tai nghe bluetooth này. Thông thường những cái cục pin này thì nó sẽ được nằm ở phần phía trước, tức là ở gần vị trí của loa nhất. Có một số loại thì người ta sẽ thiết kế khác nhau. Để tháo ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ lấy tay mình bẻ một bẻ xoay một chút, sau đó là mình sẽ nậy nó ra. Cái này hoàn toàn từ các khớp nối thôi các bạn, nên rất là đơn giản để tháo ra. Đấy, chỉ cần xoay một chút, sau đó là khỏe tay các bạn bẻ một chút là nó sẽ ra được cái chỗ này sau khi mình đã tháo ra được rồi thì các bạn có thể quan sát thấy ở đây đây chính là cục pin lưu trữ của nó cục pin lưu trữ này thì nó khá là nhỏ các bạn ạ thì uh, sau một thời gian sử dụng nó bị chai rồi các bạn phải bị chết cục pin này rồi cần phải thay thế tại đây sẽ có hai sợi dây để lấy nguồn điện từ cục pin thì mình sẽ sử dụng một chiếc màu hàn nóng mình sẽ hàn và tháo ra cũng rất là đơn giản thôi các bạn rồi sau khi mình đã tháo ra xong thì mình sẽ cho các bạn xem cái pin của này của nó đây cục pin này có kích thước khá là nhỏ tầm khoảng 1 cm thôi các bạn nó theo cái hình vuông các bạn nhé gần như còn hình vuông nhưng mà nó lại dẹp dẹp đó thì để thay thế thì các bạn sẽ cần phải mua cục pin khác để thay thì pin để thay thế hiện tại trên thị trường bán rất là rẻ các bạn ạ cũng không quá đắt ở đây thì mình đã chuẩn bị à, mình có một cục pin mới, đây như thế này. thì à, những cái cục pin như thế này thì các bạn sẽ tùy theo loại tai nghe và các bạn sẽ chọn các loại cục pin có kích thước khác nhau. các bạn có thể dựa trên thông số của cục pin để mua hoặc là à, dựa theo kích thước của cục pin để các bạn tìm và mua cũng rất là đơn giản thôi. rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình nắp vào nha. tại đây nó sẽ có hai cái sợi dây để cung cấp và lấy nguồn điện và trên cái cục pin này sẽ có ký hiệu cộng và trừ tương đương với lại một cái nguồn điện một chiều dc tức là dấu cộng và dấu trừ tại đây sợi dây màu đỏ thì theo chiều các bạn nhìn ý, thì cực dương nó sẽ được nối vào dây màu đỏ và cực dương của cục pin này sẽ có ký hiệu tại đây thì mình sẽ hàn cái dây màu đỏ vào cực dương và dây màu đen vào cực âm của cục pin này cái này khi các bạn muốn tự làm tại nhà thì các bạn cần phải chú ý là hàn đúng cực để tránh ra cái tình trạng là hư hỏng cho tai nghe bluetooth. Sau khi mình đã hàn xong sợi dây màu đỏ để cung cấp lấy nguồn điện cực dương và mình sẽ tiến hành hàn sợi dây màu đen để lấy cực âm cho chiếc tai nghe bluetooth này. Như vậy là mình đã hoàn thành. Sau khi đã hàn thiết xong và hoàn chỉnh tại đây mình sẽ sử dụng một miếng băng dính có tác dụng là cách điện và chịu nhiệt mình sẽ dính vào để tránh cái tình trạng là trong quá trình mình nắp vào nó bị chạm chập các bạn ạ cái băng dính này thì nó sẽ có một cái tác dụng là chịu được nhiệt độ cao và chịu được nhiệt độ nên mình sẽ lựa chọn băng dính này và mình sẽ dính vào sau khi đã hàn kết nối xong mình sẽ tiến hành mình nắp vào đây Cách nắp vào cũng rất là đơn giản thôi tại vì à, tại đây người ta sản xuất ra đều có các nẫy của nó chỉ việc à, tháo ra như thế nào thì nắp lại như vậy. Rất là dễ dàng thôi các bạn chỉ việc à, lấy tay đưa vào và ấn vào là thế là xong rồi. Sau khi mình ấn vào xong thì à, nguồn điện ở đây sẽ được tự động khởi động lại. Và nó báo dấu hiệu là tìm à, sóng Bluetooth trên điện thoại để kết nối đó, đó các bạn. Mình sẽ đưa vào cái đế xem có sản được hay không. Đó sau khi mình đã đưa vào cái đế sạc của nó thì nó đã sạc được và rút ra thì nó đã có nguồn điện và nhấp nháy Đấy, Sạc được bình thường nha các bạn Như vậy là mình đã hoàn thành quá trình mình thay pin cho chiếc tai nghe Bluetooth này Rồi như vậy là đã xong nha các bạn và đã có thể sử dụng được bình thường Mình hy vọng với một cái video ngày hôm nay thì một phần nào đó sẽ giúp cho các bạn có thể Xem cái video này của mình và có thể lựa chọn và tự thay pin tai nghe bật tại nhà để uh, tiết kiệm chi phí. Quá trình thay thì uh, rất là đơn giản thôi các bạn. Các bạn có thể thấy những cái thao tác của mình nó đơn giản. Rồi, các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Bye bye.